Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là 7 Bình Bông. Như các bạn đã biết thì trong game chúng ta có nhà lữ hành. Và nhà lữ hành là một trong những nhân vật có thể đổi được rất nhiều nguyên tố khác nhau. Chúng ta bắt đầu với hệ phong, sau đó là hệ nham, rồi hệ lôi và cuối cùng là hệ thảo. Với mỗi một cái nguyên tố đấy thì các bạn cần phải đi qua những vùng đất đặc biệt yêu cầu của nó. Ví dụ như hệ lôi thì phải đi qua Inazuma, hệ thảo phải đi qua Sumeru vậy. Có lẽ là trong suốt cái tựa game The Genshin Impact này thì không ai là chưa từng trải nghiệm qua nhà lữ hành hệ nham, đúng không? Thậm chí là có rất nhiều bạn còn build nhà lữ hành hệ nham, đầu tư rất nhiều tài nguyên, rất nhiều những cái nguyên liệu để có thể build anh chàng này lên đi cùng với team nham của mình. Team nham chúng ta kể đến ở đây có thể là Abido, có thể là Zhongli, rồi thêm Gorou, thậm chí là nhà lữ hành hệ nham đi cùng với cả Ninh Quang, vân vân. Rất nhiều những cái bộ team khác nhau có thể đi cùng với nhà lữ hành của chúng ta. Hôm nay trong lúc lướt Reddit thì bảy tôi có đọc được một tin mà có lẽ sẽ gây buồn hoặc thậm chí là thất vọng cho một vài bạn đang chơi nhân vật hệ nham, và cụ thể đó là nhà lữ hành hệ nham của chúng ta. Thông tin này thì bảy tôi sẽ không tiện đưa ra ở trong video này, và bảy tôi sẽ để một cái link ở dưới phần bình luận game cho bạn nào muốn đọc. Cái thông tin ấy cụ thể như sau, đó là nhà lữ hành hệ nham của chúng ta. Các bạn bình thường đọc cái thiên phú của nó này, chúng ta có là CD 8 giây, tức là cái cục đá các bạn thả xuống ấy. Đó. Nó sẽ là CD khoảng 8 giây, nó sẽ hồi lại. Nhưng sau khi bị nép thì cái cục đá này của chúng ta nó sẽ CD là 12 giây chứ không phải là 8 giây nữa. Tức là để thả được một viên đá như thế này. Và những rất nhiều bạn, tôi biết là rất nhiều bạn sẽ chơi cái trò đó là spam kiểu này này và gây cái lượng đam từ cái cục đá này. Đây là cách chơi nhà lữ hành thuần túy hồi xưa thôi, không biết bây giờ các bạn có chơi kiểu đấy không. Thì các bạn sẽ phải cần CD spam rất là lâu. Đó, các bạn sẽ phải giữ E để spam rất là lâu. Nó có thể là thay đổi cái lối chơi là spam kiểu đấy, hoặc thậm chí là thay đổi cái lượng đam mà nhà lữ hành gây ra. Nó chỉ thuần túy là hỗ trợ cắm cái cọc ở dưới đất thôi. Không biết rằng là cái thay đổi này thì có liên quan gì đến nhân vật mới ra mắt hay không, đó là cô nàng mèo shipper ở bên Inazuma đấy. Không biết có liên quan gì hay không, hoặc thậm chí là thay đổi cái cơ chế gì của game hay không. Nhưng mà đây có thể coi là một cái nép, một cái điểm trừ của nhà lữ hành. Riêng cái việc mà các bạn đi spam này thì nó đã gây được một cái lượng sát thương cực kỳ lớn rồi. Bây giờ đương dưng lại mất nhiều thời gian hơn để các bạn có thể spam đam kiểu vậy thì đương nhiên là điểm trừ rồi, đúng không? Tất cả những cái thông tin mà CD nhà lữ hành tăng cao này thì vẫn chưa được MiHoYo công bố chính thức. Chúng ta sẽ phải đợi khoảng một tuần nữa, đến khi mà giới thiệu cái livestream phiên bản 3.7 ấy, thì chúng ta mới có thể biết được rằng là ồ, có phải nhà lữ hành hệ nham của chúng ta thực sự là bị tăng CD hay không. Và nếu như cái thông tin này của chúng ta nó thực sự là sự thật thì đây có lẽ là một trong những thay đổi lớn của hệ nham sau Zhongli. Zhongli chúng ta đã biết là sau cái cuộc repost, cái cuộc kêu gọi thì Zhongli đã được thay đổi lại cái cơ chế kỹ năng của anh chàng này. Ngoài ra chúng ta có thể kể đến một vài những cái thay đổi khác, nó chỉ là cái gân gà thôi, ví dụ như là cái dáng đi bộ của Klee, đúng không? Rồi là cái animation đứng chờ của Amber, sau đó thì là cơ bắp của Ito, rồi là mái tóc của Abido, vân vân. Thì đấy nó chỉ là những cái cơ chế thay đổi liên quan đến cái đồ họa cũng như là cái cách để các bạn trải nghiệm game thôi, chứ nó không liên quan đến cơ chế của đam, cơ chế của game. Thì nhà lữ hành nếu mà thật sự có cái sự thay đổi như vậy ấy, thì đây sẽ là một trong những thay đổi lớn mới nhất của MiHoYo ở trong phiên bản sắp tới. Đó chính là ý kiến của bảy tôi. Vậy thì còn các bạn thì sao? Ở trong số những bạn đang xem này thì có những bạn nào mà đang trải nghiệm nhà lữ hành hệ nham, đang chơi team nham, đang cầm nhà lữ hành đi khám phá map, thì các bạn thấy cái thay đổi này nó có lợi hay nó có hại cho các bạn? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng biết. Giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.